Chào anh em nhé, hôm nay mình sẽ chia sẻ công thức làm mắm nêm chấm cá nướng. Đầu tiên mình cần chuẩn bị 5 chai mắm nêm loại 250ml và đường 6 lạng, nước lọc, xả, tỏi, ớt và dứa. Công thức mình đã để cuối video rồi, tí anh em vào xem nha. Và bây giờ mình sẽ cho dứa này, tỏi, xả, ớt và nước lọc vào mình xay. Rồi bây giờ mình sẽ đổ ra và mình cho mắm nêm vào, cho đường vào, tất cả mình trộn đều lên. Và mình lại múc tiếp vào cối xay, mình xay lại một lần nữa. Lần này thì mình sẽ xay kỹ hơn. Và xay xong thì mình sẽ cho ra hũ, mình cho vào tủ lạnh ăn dần. Trong vòng nửa tháng đến một tháng là ok. Anh em mà chưa biết thì vào tham khảo nhá. Chúc các anh em thành công. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video của mình.